Hello, chào mừng anh em quay lại với video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến cho anh em một skin đi. Tại vì mấy hôm nay thì mình bị dừng lại ở phần chia skin cho các bạn. Thì skin này mình muốn chia sẻ thì nó cũng rất là quen thuộc với mọi người, nhưng mà đây là một cái phần mình đã chỉnh sửa và edit cũng khá là đẹp. Thì hy vọng qua skin này thì anh em sẽ thích và cùng đồng hành với mình. Các bạn đừng quên là like và chia sẻ video giúp mình nha. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn thêm chuông để nhận thông báo khi mình ra những video mang mốt mới. Ok mà. Rồi, thì ở xa các bạn cũng thấy rồi, có một chiếc xe màu xanh nó đang đứng chỗ cái mái che, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ cùng di chuyển đến đó mình xem thử mặt mũi nó như nào nha. Nói chung là xe mình nói đến đó là xe thành bưởi các bạn. Xe thành bưởi. Thầy tài xế chạy đâu thấy ngán quá trời, chạy tung. Điện thoại mình nó xử lý nó hơi chậm cho anh em xem video thông cảm với mình nha. Thì mình sẽ cố gắng mình khắc phục trong thời gian tới, khi nào có tiền mua điện thoại mới. Ok. Đó, chiếc xe thành bưởi. Một chiếc xe rất là đẹp. Biển số này, biển số các bạn nhìn thấy không? Biển số 49B88888. Ở video trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn một cái xe Fortuner biển số là 77V5068, các bạn thấy không? À, các bạn còn nhớ. Thì ở cái xe này thì mình cũng trang bị cho nó một biển số cũng rất là ngầu, rất là đẹp luôn. Thì để mình leo lên xe đã, mình di chuyển cái xe nó ra phía kia, phía ngoài kia đã. Yeah nha. Các bạn nhìn thấy trên cái kính nó có cái logo của channel Nghĩa Nam Gamer không? Rồi, xui quá các bạn ơi. Nó bị dính mất tiêu rồi. Trời ơi, thiệt tình, từ. Rồi, để mình xuống xe, mình đẩy xe mới được. Mình phải đẩy xe thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho xe nó chạy ra nha. Mới nãy chưa gì mà đã dính cái đầu xe rồi. Mình sẽ cho nó ra ngoài cổng các bạn, để dễ review cho mọi người xem. Thì nói chung là skin thì mình cũng đều chia sẻ cho anh em, nhưng mà anh em nhớ xem video giúp mình để lấy cái mật khẩu để giải nén nha. Tại vì nhiều anh em vào thì không có trải nghiệm, không có xem thì bỏ phí cái thời gian mà mình làm video cho mọi người xem. Chứ nếu mà mình các bạn muốn chia sẻ skin thì mình chỉ chia sẻ thôi, chứ cần gì mình phải làm nhiều, đúng không? Nhưng mà một khi mình đã làm rồi thì anh em nhớ xem và ủng hộ giúp mình nha. Bây giờ có một cái chiếc xe, bạn nhìn thấy cái xe thành bưởi cái bên này, đúng xe thành bưởi luôn. Wow, vô tình hai anh em đứng gần nhau luôn, bạn nhìn thấy không? Ok, hello tài xế, nhảy điệu coi. Rồi, để coi biển số này nhiêu ta. Biển số này bao nhiêu? Ồ, biển số này nó bị cái gì rồi. Ok, mình quan tâm chiếc xe của mình đi. Mình sẽ chạy tới mình review cho anh xem nha. Rồi, biển số mình đã nói rồi, còn phía bên ngoài này. À, phía bên ngoài là một Doraemon có cái cầu vồng phía trên nha các bạn. Cầu vồng rất là đẹp luôn. Lan Bian này, biển số là 49 này. B88888568. Phía sau này là có Nguyễn Nam Gamer và cái logo channel của mình. Bên đây là một cái đợt can cũng Doraemon, nhưng mà đề can bên này thì nó khác đề can bên kia, vẫn có cầu vồng và chữ Doraemon rất là đẹp phía trước, bạn thấy không? À, xe thành bưởi. Ok, bây giờ mình sẽ nhìn phía trước rồi. Thì nói chung là phía trước này mình có dán cái logo channel Nghĩa Nam Gamer của mình, các bạn thấy không? Còn bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm cái hành trình mới, một cái con đường mới mà từ lúc mà nâng cấp cái phiên bản bây giờ mình vẫn chưa đi các bạn. Ok, cho tài xế vô xe và thắt dây an toàn phần từ. Thắt dây an toàn lại coi. Ố, từ. Sorry các bạn.
thắt dây an toàn, thắt dây lại. Rồi kẹt con nước coi. Ok, bây giờ mình sẽ cho mỗi góc xe như này để cho mọi người dễ xem. Đó, trời, phía sau có xe thành bưởi nữa. Xe thành bưởi là trộm luôn, hôm nay là xe thành bưởi đi quá trời luôn rồi thấy. Ở video trước, tại vì cái điện thoại mình chứa nhiều cái dữ liệu quá, cho nên là điện thoại nó bị nặng, các bạn, nó chứa dung lượng nhiều cho nó nặng. Thì lần này mình xóa bớt rồi, cho nên là các bạn xem cũng thấy đỡ lát hơn, đúng không? Cho nên các bạn đừng quên cho mình một like và một chia sẻ nhé. Đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh và nhấn thêm cái chuông nữa để mà các bạn sẽ nhận thông báo. Và mình sẽ ghim comment nào đầu tiên trên cái phần bình luận nha. Ok. Nói chung là map nó vẫn còn lát, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm cho nó mượt hơn. Ok. Hung thế, chưa gì mà chạy nhanh thế. Hôm nay là trời mưa cho nên là màu sắc nó không có được đẹp lắm. Các bạn anh em nhớ xem và thông cảm với mình nha. Đó, đi lên. Bây giờ mình sẽ quẹo bên này, mình quẹo bên phải này. Xe nhanh. Wow, ok. Thật sự mình rất là thích trải nghiệm cái game ETF2 để chia sẻ cho mọi người, nhưng mà hiện tại thì các bạn cũng biết rồi đó. Máy mình cấu hình yếu, trên mình chưa có kinh phí, mình chưa thể nào nâng cấp được để gửi đến cho anh em, cho nên là anh em thông cảm với mình và nhớ ủng hộ mình trong những video mình chia sẻ nha, để kênh có đủ lượng người subscribe và giờ xem thì mới thở từ từ thì mới có thể được duyệt kiếm tiền mọi người. Cho nên là hiện tại thì channel của mình này chưa có gì hết, hiện tại chỉ đang thời gian là đang cày cuốc thôi, cho nên là anh em nhớ ủng hộ hết mình giúp mình nha. Và đừng quên để lại phần bình luận ở dưới để mình sẽ khắc phục những cái còn yếu, để cho anh em có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mà xem cái video của mình. Thời gian bây giờ cũng khá là bận các bạn, mặc dù là đầu năm nhưng mà công việc cũng khá là nhiều, cho nên là mình cũng không có thời gian để mình làm thường xuyên, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm để chia sẻ cho anh em cùng trải nghiệm. Và mọi người cũng comment bên dưới tên mình nhà xe thích nha, tên nhà xe nào anh em thích thì cứ comment bên dưới, mình sẽ sắp xếp thời gian mình làm. Ok, quẹo trái luôn đi, quẹo trái đi cho nó mới mẻ, đi đúng cái đường hoài. Ok. Trời ơi, trời chú một biển. Giận hết sức luôn. Rồi. Trời nãy giờ mưa hoài không dứt các bạn ơi. Nhưng một lát nữa thì trời nó sẽ quang và không khí nó trở nên trong lành, và lúc đó ta sẽ có những cái view rất là đẹp, ánh nắng nó hiện lên cũng rất là đẹp luôn. Rồi chạy thôi bác tài ơi. Mình mới nói xong là bạn thấy nó nắng lên không? Quá tuyệt vời luôn. Đây là điều kiện thuận lợi lý tưởng để cho mình cùng cả trải nghiệm, và mình sẽ cho mọi người xem. Ok, chạy thôi. Đường rất đẹp các bạn. Chạy qua, né ra cho nó chạy, né qua. Sao giờ sàn dữ vậy? Chết rồi. Vừa gây ra một hậu quả rất là nghiêm trọng luôn. Xe nhỏ kẹt giữa hai xe lớn. Trời ơi, một cảnh tượng với nó là trời ơi, tội nhỏ. Bắt nhỏ nằm chính giữa này sao mà ổn. Rồi, chụp một tấm hình. Chụp một tấm hình. Rồi, bây giờ là phải gia lại. Gia lại các bạn, gia lại cho cái xe nhỏ kia đó.
Rồi, Rồi, đi đi tới. tới. Cố Cố gắng, gắng, cố gắng từ 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 từ. từ. Rồi. Rồi. Rồi, Rồi, xe xe đi đi khổ khổ cái cái luôn. luôn. Rồi. Rồi. Tiếp Tiếp tục tục hành hành trình. trình. Còn Còn hai hai chiếc chiếc xe xe kia kia đợi đợi nha, nha, đợi đợi công công an an tới tới nha. nha. Ồ, Ồ, đây là đây cái là cái đường đường tàu tàu nè nè các các bạn. bạn. Mình Mình sẽ sẽ đi đi lên lên cái cái đường đường tàu tàu mình. mình. Ủa, Ủa, không không phải. phải. Đó Đó là là cái cái gì gì ta? ta? Chứ Chứ cái cái đường đường tàu tàu của của mình mình phải. phải. Tưởng Tưởng nó nó đường đường tàu tàu là là mình mình leo leo lên lên đây đây liền liền á. á. Ok, Ok, đó đó chỉ chỉ là là một một cái cái chỗ chỗ để để người người ta ta trồng trồng hoa hoa thôi, thôi, trang trang trí trí trồng trồng hoa hoa thôi. thôi. Ok. Ok. Anh Anh em em nhớ nhớ like like và và đừng đừng quên quên đăng đăng ký ký kênh kênh nếu nếu mà mà chưa chưa đăng đăng ký ký kênh kênh nha nha các các bạn. bạn. Trời Trời ơi, ơi, thiệt thiệt tình. tình. Đó, Đó, nãy nãy mình mình nói nói là là cái cái điện điện thoại thoại nó nó chưa chưa có có nó nó không không có có bị bị lag, lag, nhưng nhưng mà mà bây bây giờ giờ nó nó bạn bạn thấy thấy nó nó gì gì giật 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 không? không? Chung là Chung cũng là chế chế đó đó các các bạn, bạn, nhưng nhưng mà mà phải cố cố gắng gắng để để mà mà làm làm review review lại lại cho cho anh anh em em xem. xem. Rồi, Rồi, chạy chạy đi đi qua, qua, chạy chạy đi, đi, chạy chạy đi, đi, chạy chạy đi. đi. Xe Xe xịn xịn sò sò luôn, luôn, cầm cầm cò, cò, cầm cầm sò sò cầm cầm cò. cò. Ok. Ok. Rồi, Rồi, phía phía trước trước kia kia nó nó có có hai chiếc xe. ô Ồ, phải. phải. Mình Mình tưởng tưởng nó nó hai hai chiếc chiếc xe xe nó nó đang đang chậm chậm lại lại các các bạn. bạn. Từ 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 từ. Khoan, Khoan, đây đây là là con con đường đường nào nào vậy? vậy? Nhánh nhánh Nó thôi đi đi qua qua luôn. luôn. Lát nữa Lát nữa mình mình sẽ sẽ đi đi đường đường mới mới các các bạn. bạn. Đường Đường mới mới thì thì nó nó có có một một đoạn đoạn đường đường mới mới thì thì mình mình đi đi nó nó sẽ sẽ ok ok hơn. hơn. Thì Thì trước trước đây đây nó nó đang đang có có một một cái cái con con đường đường này này chặn chặn lại lại mà mà còn còn phải phải nó nó chặn chặn nó nó không không cho cho vô 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 con con lương lương nữa, nữa, không không là là con con đường đường á. á. Bình 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 trước trước mặt mặt hả? hả? Ồ. Rồi, Rồi mình mình qua qua lố lố rồi rồi thôi thôi đi đi luôn. luôn. Nãy Nãy là là định định băng băng qua qua chỗ chỗ kia kia nhưng nhưng mà mà thôi, thôi, mình mình đi đi cho cho nó nó đúng đúng luật luật đi. đi. Ok, Ok, rồi rồi tiếp tiếp tục tục nè. nè. Xe Xe đang đang chạy chạy tốc tốc độ độ cũng cũng nhanh nhanh rồi rồi cho cho nên nên là là bạn bạn thân thân nó nó hơi hơi lát lát thôi, thôi, giật giật các các anh anh em em thông thông cảm cảm nha. nha. Ok, Ok, đi đi ra 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 ra. ra. La 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 la. Ồ, Ồ, đây đây có có một một con con cái gọi đặt cái đường đường nhánh. nhánh. Quẹo Quẹo luôn. luôn. Quẹo Quẹo vô vô đây đây đi đi cái cái đường đường khác khác mới mới được. được. Không Không đi đi cái cái đường đường nãy nãy nữa. nữa. Đó. Ủa? Ủa? Hóa Hóa ra ra đây đây là là cái cái bến bến à? à? What What the the hell? hell? Ơi, Ơi, nãy nãy giờ giờ mình mình đi đi vòng 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 trong trong bến, bến, trời trời tía tía má má ơi. ơi. Rồi Rồi luôn, luôn, thua thua luôn luôn các các bạn. bạn. Mà cái Mà cái này này là là một một sự sự sai sai lầm lầm của của tài tài xế xế à? à? Phạt Phạt tài tài xế xế mới mới được. được. Phạt Phạt tài tài xế xế dài dài chai chai cũng cũng được, được, ok. ok. Trời Trời ơi, ơi, nãy nãy giờ giờ vòng vòng tròn tròn các các bạn. bạn. Buồn Buồn ghê, ghê, buồn buồn thật thật sự sự luôn. luôn. À, À, thì thì anh anh em em nhớ nhớ xem xem cái cái video video và và comment comment bên bên dưới dưới bình bình luận luận là là tên tên nhà nhà xe xe các các bạn bạn thích thích và và muốn muốn làm làm skin skin nha, nha, thì thì mình mình sẽ sẽ cố cố gắng gắng mình mình làm làm và và mình mình chia chia sẻ sẻ sớm sớm đó đó cho cho anh anh em. em. Hiện Hiện tại tại thì thì thời thời gian gian ồ, ồ, không không thèm 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 đi đi qua qua đây đây luôn luôn cái cái này này đó. đó. Khoan, Khoan, anh anh đi đi nha nha em. em. Bây Bây giờ giờ mình mình sẽ sẽ đi đi qua qua cái cái đoạn đoạn đường đường mình mình đi đi qua qua cái cái hướng hướng này này luôn. luôn. Rồi, Rồi, thấy thấy xe xe kia kia đi. đi. Ờ, xe Xe kia kia nhìn nhìn nhanh nhanh không? không? Phải Phải chạy chạy theo theo mới mới được. được. Phải Phải chạy chạy theo theo nó nó mới mới được. được. Không Không thể thể chạy chạy thua thua nó. nó. Ồ, Ồ, nó nó chạy chạy đây đây nè. nè. Chạy Chạy luôn, luôn, chạy chạy theo theo luôn. luôn. Ừ, Ừ, cái cái khúc khúc cua cua rất rất đẹp. đẹp. À, À, nó nó chạy chạy vô vô bến. bến. Ok. Ok. Thì Thì như như vậy vậy thôi thôi thì thì coi coi như như là là cái cái video video này này mình mình review review chiếc chiếc xe xe đi. đi. Còn Còn ổng ổng đi đi đâu đâu thì thì mình mình sẽ sẽ cố cố gắng gắng mình mình chia chia sẻ sẻ trong trong cái cái những những video video sau sau nữa. nữa. Còn Còn bây bây giờ giờ thì thì cho cho nó nó vô vô nghỉ nghỉ đó. đó. Chạy Chạy mới mới xíu xíu mà mà thấy thấy tò tò mò. mò. Phan, Phan, thấy 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 thấy. Hồi Hồi nãy nãy giờ vô bị bị dính dính vô vô đó 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 các các bạn. bạn. Ok, Ok, vậy vậy là là mình mình cho cho xe xe nó nó tạm tạm dừng dừng nghỉ nghỉ đi. đi. Đây Đây coi coi như như là là gọi gọi là là một một vòng vòng chạy chạy thử thử đi. đi. Thì Thì cảm cảm ơn ơn các các anh anh em em đã đã theo theo dõi dõi video video của của mình mình và và đừng đừng quên quên đăng đăng ký ký kênh, kênh, nhấn nhấn like like và và nhấn nhấn thêm thêm chuông chuông để để nhận nhận thông thông báo báo khi khi mình mình làm làm những những video video mới mới thì thì các bạn các bạn sẽ sẽ là là nhiều nhiều người người xem xem đầu đầu tiên tiên nha. nha. Ok, Ok, cảm cảm ơn ơn cả cả rất rất nhiều nhiều và và hẹn hẹn lại lại mọi mọi người ở người ở video video tiếp tiếp theo theo